Xin chào các bạn. Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn làm xong cái bảng phiếu xuất nhập tồn ở bên phiếu nhập kho này. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bảng phiếu xuất nhập tồn thứ hai. Ở đây có một cái điểm khác biệt của cái bảng này, đó là gì? Mình sẽ đếm nó theo ngày tháng này này. Đấy, tức là có ngày tháng này nó sẽ chạy động theo ngày tháng này. Nếu mà ngày tháng này thay đổi thì nó sẽ lọc những ngày tháng thay đổi đấy ở đây để xem biết mặt hàng hóa bên kia nó sẽ thay đổi như thế nào. Thì đây thứ nhất là số thứ tự của nó, mình cũng sẽ lấy nguyên giống như ở bên này. Ở những bài trước thì mình có thể copy số thứ tự nó sang một thôi. Giả sử ở đây mình copy số thứ tự này sang rồi nha. Đây mình copy. Sau đó chuyển sang đây mình thay đây số thứ tự ở đây được. Hết này. Ok. Cột A này nhá, nếu các bạn cần để không các bạn để xóa đi cho mình nhá. Mình nghĩ là để cho nhỏ nó cứ xóa đi đã. Được. Đây, số tự đây, cái cột này này, column này này, rất mình không cần thiết đây, mình phải bỏ đi. Để cho nó, này nó sẽ chạy cho mình. Ở đây, các bạn đổi cho mình nhá, ở chỗ này. Mọi người nhìn lại trong này này, số tự mình đánh này, ở đây này A3 đến A đúng không? Thì ở đây mình không cần thiết thế, mình cần ở đây cái tuần đầu này của mình không có đúng không? Thì tất cả đây mình cũng tự động hết một loạt mà. Thì ở đây mình sẽ ghi là từ row từ mình ghi là cột B đi, từ B7 cho tới 2.B Enter. Ở đây mình nghĩ là số tự không cần thiết đâu, bỏ qua đi, mình cứ dùng thẳng đến mã hàng luôn đúng không? Rồi mình thay đổi một chút chỗ này nhá, số tự này này mình sẽ bằng số tự bên này đi. Mã hàng này này, mình sẽ điền đây, tự động điền mình ghi cho mình đúng không? Thì số tự nó sẽ bằng số tự ở đây. Thì column này mình thích mình cũng lấy cái column này nhé, mình không lấy không quan trọng cho đấy. Bây giờ số tự này này, mình sẽ bằng luôn cái bảng mã này này, số tự giờ ở đây luôn này. Rồi nó nhấn enter. Bằng này. Đây số tự này. Bảng mã này. Rồi nhấn enter. Đấy. Và cái mã hàng này này, mình cũng bằng này. Chuyển sang mã hàng này này, mình bằng ở đây luôn. Là mã hàng đây, đấy. Tức là mình đã biết được mã hàng số tự đây được rồi đúng không? Rồi ok, bây giờ mình sẽ dùng cái mã hàng này trên này này. Thay số tự này này. Nếu mà cột B mà chấm thì nó sẽ chuyển sang 00 row. Đấy, thì khi đấy ở đây này, mình sẽ chuyển công thức này đây. Nó sẽ bằng MB4 đúng không? Thì nó chấm còn không nó sẽ bằng MB4 ở đây này. Đấy, sau đó nhấn enter. Xóa đây đi cho này. Bị lỗi đúng không? Đây. Ok, đấy bạn sẽ lại nhìn một chút này nhá. Mình sẽ bỏ cái hàm array đi đã. Mình không cần thiết dùng hàm array chỗ này. Thì khi đấy ở đây này. Mình sẽ bằng nếu bằng A đến A đóng một vào này. Sau đó mình sẽ đóng tiếp tục cái hàm. Nhấn nó vào enter. Số tự rồi ok, mình xóa này đi. Hay nhỉ, chờ mình chút mình xem lại. Ok các bạn, như vậy các bạn nên kiểm tra lại nha. Ở đây nó là một mảng đúng không? Và đây bắt đầu từ A4 đến A cùng là một mảng, do đó mình thêm công thức mảng phía trước cái này chứ không phải thêm công thức ngoài kia. Do đó mình ghi là array formula, sau đó bạn đóng ngược lại cho mình ở phần này enter. Đấy, thì bạn sẽ nhìn thấy đấy, thấy chưa, nó đã chạy chính xác cho mình. Và đây mình không thích biểu động, mình sẽ bỏ biểu động này đi. Bỏ biểu động hàng đi nhá. Đấy, bạn thấy chưa? Khi mà mã này này được bao nhiêu nó sẽ tự động tăng lên cho mình như này. Đấy. Thì nó sẽ tự động tăng lên cho mình. Trường hợp thứ hai mình muốn bỏ mã hàng này này. Đấy, thứ hai nha, mình muốn cái mã hàng này nhá thì của nó cũng sẽ phải tăng, cũng sẽ tự động điền cho mình theo những bảng mã bên này đúng không? Đấy, mình làm như thế nào? Ok,
thì mình copy công thức bên này sang rồi, kéo sang. Bạn nhìn thấy đây, nó là số tự đúng không? Mình ghi đây, bạn ghi đây mình là mã hàng. Mã hàng. Sau từ đây này, sau đó bạn đi tính từ không phải từ C đó. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra một ô duy nhất thôi. Bởi vì sao mình đang muốn tính theo ngày tháng. Ngày tháng này nó không chống thì nó mới lọc theo. Do đó mình không cần phải ô C chỗ này. Mình chuyển đây, các bạn nhìn đây này. Mình xác định một ô nào đây đâu. Giống như là mình là ô B6 rồi. B6 mình tuyệt đối lại nha. Tuyệt đối là F4 để cho nó cố định ô đấy mà không chống. Thì nó sẽ đi cho mình là sang không phải là một B đó, đúng không? Đúng không? Rồi nhấn Enter lại đó nha. Mình kiểm tra lại cái mã mình có B không. Ở đây mã mình có B đúng chưa. Rồi ok, mình quay lại mã để mình xem, mình xóa lại dữ liệu tự động điền đi nhưng chạy không nào. Đấy con thấy chưa, như vậy nó sẽ tự động điền nó cho mình đây dữ liệu từ B11 luôn đấy. Còn các bạn muốn chính xác thì bạn thấy tự động điền vào đây, định dạng cho mình căn giữa này, sau đó các bạn căn giữa này lên cho mình. Rồi cùng một chữ bạn cộng một chữ mình, các bạn điền một chữ mình nha, là time domain nhá. Các bạn điền mình đây time domain hết một loạt này thì nó sẽ chạy ra time domain của mình thì nó sẽ giống chính xác rồi. Đây cái đây nhá, bạn chọn một chữ time domain. Đấy, như vậy là nó sẽ chính xác. Phần cỡ chữ nó cho tầm ngoài tầm 12 đi. Đấy, thì nó giống nhau như mình luôn nha. Đấy. Còn đây là mình lựa chọn theo ô này thôi. Còn các ô sau không quan trọng. Phần ô này là tiền hàng đúng không? Mình có thể dùng từ validate được. Hoặc là mình cứ dùng chỗ này này. Mình validate up chỗ này nha. Lắp mình không muốn chạy theo hàm kia. Chạy hàm kia cũng được. Nên đâu y của mão này thôi. Nhưng mà mình muốn VLOOKUP thì nó chính xác hơn. Mình VLOOKUP chỗ này là VLOOKUP từ cái bảng này này. Qua tìm kiếm này, tải ô này. Tải ô bắt đầu mình ở đây này. Xong bắt đầu mình kéo ra đây sang đây. Sau đó mình chấm phẩy. Rồi mình chọn 1, 2, chọn số 2. Sau đó mình phải không thì chính xác. Đúng chưa? Chấm phẩy không lát thì chữ khác. Rồi đóng ngược lại. Rồi ok, bạn thấy vật liệu A này. Bạn nhớ lại cho mình có hôm trước ấy, mình có dùng mấy cái vật liệu này. Mình dùng công thức Array Formalizer này. Bạn copy mình đưa công thức này sang cũng được. Đấy. Thì mình ghi tên nguyên liệu ở đây. Thì cái đây mình không phải ghi tên này nữa. Đây. Đấy, mình gọi là tên nguyên liệu đây. Sau đó mình ghi tâm bằng phía trước. Nó chạy cho mình. Nó bắt đầu từ tính từ ô. Mình không phải từ ô A nữa. Mà mình B lúc up nó là từ ô B. Đúng không? Mình làm kiểm tra dữ liệu nào mà hay là từ ô B. Nó sẽ B bao nhiêu? Nó sẽ là B8. Mình bắt đầu từ ô B8 à? Ô B7 không? Từ B8 đến B. Trong cái bảng mã này này, mình vẫn lấy giữ nguyên thế. Sau đó mình lấy cái giá trị của nó vẫn là lấy từ B cột của nó này, nhấn Enter, kiểm tra chính xác. Chúng ta chưa rồi mình biết được không, xóa cái này ra, mình kiểm tra lại trên này. Các bạn thấy đang bị lỗi đây đúng không, mình đi kiểm tra lại. Nó sẽ bắt đầu đi từ ô B8, mình kiểm tra lại nha. Đây này, tên nguyên vật liệu này. Rồi, thứ hai, nếu error VLOOKUP này, từ ô B8 cho tới ô B. Theo cái bảng mã nó sẽ đi từ ô B đến ô C, đúng không? Từ ô B đến ô C, nhìn này, nó đi từ ô B đến ô C, mình nhìn đi từ ô B đến ô C thôi, ô D cũng được. Nó đúng cho được ô D đi, đúng số 4 không? Mình kiểm tra lại. Rồi nó bắt đầu từ B4 đến C. Rồi nó sẽ lấy cái bảng mã C3-1, mình kiểm tra C3-1 là đâu. C3-1. Rồi chính xác thì nó lấy này. Tại sao thức lỗi đối. Đây bạn nhìn này này. Do Array Formula mình này thì nó kéo tẳng xuống đây cho mình. Thì lại hướng cột này của mình nó tổng này. Đấy. Nó bị lỗi do mình có công thức điền phía dưới. Đấy rồi. Khi bạn xóa đi nó sẽ bị lỗi. Đấy. Đây là cái điều mà mình lại không thể là sử dụng được cái dạng này kia. Một ô nào dưới đây có công thức điền nó bị lỗi mất. Nó bị lỗi như thế. Do đó là chỗ này mình không thể xử lý như kia được. Bắt buộc mình kéo công thức vào đây thôi. Mình kéo công thức vào đây lại. Nếu không thì mình, một là mình thấy, hai là mình có thể là chuyển đổi số tổng này sang bên này gần hơn. Theo mình ở chỗ này, nếu mà bạn xử lý như thế thì bạn muốn số phiếu mình đây nó ngắn đi thì bắt buộc mình dùng tổng ở đây. Thì do đó mình
có đây không thể dùng được như thế, mình bắt đầu dùng lại phần hàm view up đây rồi. Do đó đây mình phải dùng hàm view up đây chứ mình không thể dùng theo kiểu như bên kia được. Bởi vì sao? Bởi vì mình muốn là muốn tổng phía dưới này này. Đấy, các bạn xóa này đi cho mình. Đấy, thì bạn ghi đây là tên nguyên vật liệu thôi, tên nguyên liệu. Đấy, vì sao? Vì mình là mình cứ tổng đây này, nếu bạn muốn tổng đây thì bạn cần dùng công thức như bên kia được cho mình. Dùng đây các bạn phải kéo nó xuống như này thôi, mỗi lần cái công thức kéo như này. Còn nếu bị lỗi phía dưới này các bạn dùng hàm đây là error. Vì công thức này mình để một chữ này, error này. Nếu error này báo lỗi này thì nó sẽ là không có gì cả cho mình ở đây. Chấm phẩy nhá. Và nhí kép. Rồi, đóng ngoặc lại. Nhí kép đóng ngoặc nha. Được, xong bạn kéo mức lại xuống cho mình. Đấy, bạn đang kéo nó tổng cho mình thôi. Đấy, thì như vậy là nó đã có kết quả. Các bạn xem bên này này. Đấy, rất là chính xác luôn. Thứ hai là đơn vị tính này, các bạn có thể làm tương tự như vậy. Không có gì thay đổi cả, bạn di chuyển cái kéo này đâu. Bạn nhìn nhá, nếu bạn muốn kéo này, bạn phải cố định cho mình cái cột này này. Đó là cột B8 này này. Đúng không, cột B8 là mình cố định cột B8 đến cột B. Rồi mình xem một chút các chị đúng không? Đấy, đây là một chút C đúng không? Đấy này. Hóa bắt đầu từ bản C đúng không? Đó là mình cố định cột B này nữa này. Cố định này. Cố định, đấy. B đến D. Kéo lại bên này. Kéo lại nha. Sau đó bạn sang lần kéo lại bên này. Mình xem kết quả. Kết quả đây ấy, bạn không phải là OC nữa. Mà bạn thằng đấy bên này, nó sẽ là O này. Nó sẽ là OD đúng không? Thay đổi nó này cho mình. OC là thay đây là OD. Xem kết quả. Và bạn đã lấy B, C và D. Bạn nhìn lại cho mình nhé. B đến OB này. B đến C là không phải đúng không? Mình cũng phải là B đến B đâu. Vì là trên một cột mà. Nếu bạn lấy hai cột nó bị sai cho mình đấy. Đấy, thấy chưa? Các bạn kéo nó xuống. Đấy. Tuần đầu thì các bạn phải tự điền như bên kia nó không có gì cả. Còn xuất kho và nhập bán kho này. Đấy, thì mình lại phải xử lý kiểu khác. Đây mình xử lý cái nhập kho này này, nó sẽ lấy theo giá trị của mình đây này, tức là ngày đến và ngày đi đúng không? Tức là 200 số này thì để làm hết mình làm như sau, bằng ghi mình là sum if s. Sum if s là cái gì? Thứ nhất là tải ô quần tính tổng của mình. Vậy mình lấy dữ liệu đâu? Mình lấy dữ liệu từ số kho này. Đấy. Vậy số kho này ô quần tính tổng của mình nó tính số lượng này đúng không? Mình bắt buộc lấy từ ô k đến k, mình kéo thẳng đây xuống, đúng chưa? Đấy. Bạn nhớ đây, nó bắt đầu từ ô K3 đúng không? Mình có thể từ ô K3 đến ô K và kéo tất cả cho mình. Sau đó bạn chấm phẩy cho mình. Cái giải thứ hai là giải tiêu chí. Giải tiêu chí thứ hai mình muốn lấy ở đây ấy, là mình quay trở lại bảng này luôn đi. Mình muốn lấy cái giải này này. Là thì nó phải là lớn hơn ngày bắt đầu này, lớn hơn bằng ngày bắt đầu này đúng không? Bạn nhí kép cho mình điều kiện thứ nhất là phải lớn hơn hoặc bằng nhí kép. Nhí kép nhá. Để vào giá trị đấy bạn ghi cho mình thêm dấu chấm phẩy đây, sau đó dấu và phía trước. Và cái gì đây? Cái ô điều kiện của mình ấy, nó chính là vào ô này của mình. Đấy, sau đó bạn chấm phẩy cho mình. Chấm phẩy điều kiện đấy. Điều kiện thứ hai mình tính tổng nó là gì? Nó phải nhỏ hơn ngày kia đúng không? Thì hiện tại đây mình cũng có thể lấy luôn như thế được. Và mình cũng có thể lấy là nhí kép điều kiện thứ hai của mình ấy. Ô điều kiện thứ hai mình là nó là gì? Nhí kép này. Và lớn hơn bằng ngày kia và nhỏ hơn. Nhỏ hơn hoặc bằng nhí kép chấm phẩy. Chấm phẩy này. Tiếp tục nguyện và cái gì? Ây, từ mình máy tính mình hơi khác. Và ô bao nhiêu? Và mình lấy ô ngày đến của nó đúng không? Tức là lấy trong khoảng này, tổn tổng nó phải tính trong khoảng này cho mình. Ngoài khoảng không tính cho mình tính giá trị khác, đúng chưa? Rồi, ok. Thế theo là gì? Mình cần tính là gì? Mã hàng. Mã hàng là vậy, ô điều kiện đây mình là gì? Mình chuyển sang sổ nhập kho này. Đây, sổ kho này. Đây, cái mã hàng mình là OH này đúng không? Vậy, ok. Mình sẽ lấy từ OH3 cho tới ô cuối OH cuối cùng, nó là OH. Đúng chưa? Sau đó mình chấm phẩy. Chấm phẩy rồi. Mình sẽ lại chuyển sang giá trị cần tính là ô gì? Ô mã của mình, đây là chính mã hàng ở đây, đúng chưa? Là OB8. Sau đó mình
bấm ngược lại, mình enter. Rồi, mình kiểm tra lại cho mình tại sao bị lỗi ở đây. Nhìn công thức nha. À, bạn nhìn công thức mình này. Đây, nó ghi là lớn hơn được bằng tổng ngon như và 5 này. Nó không hiểu chỗ này. Chỗ này mình nhầm chỗ này nha. À, chỗ này nó sẽ phải xử lý như này. Thứ nhất là ô điều kiện của nó là ô ngày nhập xuất trên sổ kho, mình chuyển sang sổ kho này, mình sẽ chọn từ cái ô này đây nha, mình sẽ ghi lại chỗ này nha. Rồi chỗ này bạn chấm phẩy cho mình này, sau đó bạn chuyển sang ô xuất nhập kho. Rồi mình ghi lại chỗ này, bạn chờ mình chút này, mình sửa cái này nha. Chỗ này nó phải lớn hơn bằng cái ngày này và lối hai điều kiện này lại là một. Sau đó ở trên này mình sẽ chấm phẩy ở đây. Rồi mình đưa điều kiện thứ hai nó đây là gì? Chính là bên ô sổ kho. Kỳ lạ mấy mình nhỉ? Ok, mình ghi lại công thức chỗ này nha. Nó sẽ bằng như sau này. Sum if s if s nha. Thì thứ nhất là giải cần tính tổng của mình là giải nào? Mình chuyển sang ô sổ kho. Thì cần tính tổng là ô từ ô K3 đến ô K cuối cùng đúng không? Thì mình chọn ô K3, ô K rồi mình F4 mình cố định nó. Sau đó giá trị thứ hai là giải ô tiêu chí. Giải ô tiêu chí thứ hai mình cần lấy là ngày tháng. Ngày tháng đây mình sẽ lấy được OA đến OA 11 nhân F4 cố định lấy nó theo điều kiện của nó gì, điều kiện của nó ở mình cốt sân một tuần này. Đây là giải điều kiện, giải điều kiện thứ nhất. Giải điều kiện thứ nhất này này mình đang cần có nó thì nháy kép của nó nha, để mình cần một cái giá trị là lớn hơn, đây là lớn hơn hoặc bằng nhá. Thứ nhất lớn hơn hoặc bằng này, bằng cái gì à, mình cái số và đây này lớn hơn bằng cái điều kiện này của mình, tức là lớn hơn từ ngày này, lớn hơn bằng ngày này, đúng chưa? Cái điều kiện thứ hai của mình ấy, mình cũng vẫn tính nó là từ cái sổ kho này này, cứ vẫn giữ nguyên cái điều kiện này của mình nhé. Và mình muốn lấy điều kiện thứ ba là gì? Mình thay chỗ này này, copy nha. Này, nó sẽ không lớn hơn bằng nữa mà nó sẽ là nhỏ hơn hoặc là bằng, không phải ô B5 nữa, mà mình sẽ chuyển sang là ô B6. Sao ô B6? Bởi vì đây, bạn nhìn đây này, nó là ô B6, nó là ô dưới này này, ngày đếm của nó, đúng không? Đấy, nhỏ là ô B6. Còn lưu ý hai cái ô này của mình là phải cố định, vì nó không di chuyển, đúng chưa? Đó là mình cố định lại nó. Tiếp tục nữa, giá trị cần tính cái gì? Trường hợp mình đang tính là nhập kho, đúng không? Nhập kho mình quay sang phiếu xuất kho này, nó rất nhiều thứ này, mình phải lấy cái ô phiếu này đến đây, là giá trị điều kiện thứ ba của mình. Sau đó mình từ ô F3 đến ô F mình cố định lại. Theo cái giá trị nào? Ở đây giả sử mình theo giá trị là nhập kho, mình đang cần tính giá trị nhập kho mà, đúng không? Thì mình gọi đây là nhập kho. Nó ngược lại. Rồi, sau đó mình nhấn Enter. Đấy, bạn hãy kiểm tra. Như vậy nó bằng 0. Tại sao bằng 0 ở đây? Bạn hãy kiểm tra lại giá trị của mình. Thứ nhất, bạn sang từ từ tại đây nha. Mình giải thích tiếp cho bạn này. Mình kiểm tra công thức của mình. Sau rồi, ok, mình kéo xuống này. Kéo xuống đây ra. Rồi. Mình nhìn công thức nha, xem có sai nào không. À, thứ nhất điều kiện UK3 này, thứ hai là tính tổng này. Còn nó cuối cùng nhỏ hơn bằng UB5, lớn hơn bằng UB5 này. Rồi, phải là nhập kho, rồi mã hàng MH01. Rồi bạn xem phần sổ kho. Sổ kho nó từ ngày 16 tháng 2 năm 2020, đúng chưa? Bạn xem đây này, đây, 517, do đó nó không ra kết quả cho mình. Đấy, đúng chưa? Để kết quả đúng, mình thử giả sử như là mình từ ngày 16 tháng 2 năm 2020 đến ngày 20 tháng 2 năm 2020 như thế nào nhá. Mình ghi là 16 tháng 2 năm 2020 đến ngày 20 tháng 2 năm 2020. Nhấn Enter. Đấy, bạn đã thấy này. Rồi mình sẽ kiểm tra lại. Đây, nó có ngày tháng cho mình chính xác rồi. Nhưng mà tại sao cái mã hàng này không ra cho mình? Mình kiểm tra lại ở bên phần sổ kho. Mình kiểm tra lại. Đây, nhập kho, hai cái nhập kho, đúng không? Nhưng mình lại đang chưa lấy được gì cái mã hàng hóa. Mình đã kiểm tra lại mã hàng hóa chính xác chưa, mã hàng hóa đang ở H2. Mình kiểm tra lại điều kiện này của mình có điều kiện hàng hóa chưa. Đây, bạn kiểm tra này. Mình đã lấy được ngày tháng, điều kiện xuất kho, nhập kho rồi. Nhưng mà lại không biết tính theo mã nào. Đấy, mình thiếu một vế điều kiện ở đây, đó là gì? Theo giải tiêu chí thứ hai đó là gì, mình cần thấy mã hàng nào. Đấy, mình cần mã hàng nào, kích đây đây, mình quét chọn từ OH3 đến OH6, nhấn F4 vào đây, sau đó bạn chấm phẩy chuyển sang ô báo cáo hàng hóa này. Mình cần tính theo ô mã hàng hóa này thì mình kích vào đây, sau đó mình nhấn Enter.
Sau đó các bạn lại kéo công thức cho mình. Kéo lên một chút nha, mình bị kéo sai chỗ này. Do đó đây sẽ phải là OB8 bắt đầu đây nha, không phải OB8 ở dưới. Sau từ OB8 bạn kéo đúng cho mình rồi, xem kết quả. B8, B9, B8, B9. Cái ngày tháng này mình không thay đổi đúng chưa? Ở đây bạn để ý lại mình nhá. Là vậy mình ghi lớn hơn hoặc bằng ấy, cái ngày này này. Mình đã bị sai chỗ làm chút, dấu lớn hơn hoặc bằng đây là cái ngày này này, tức là nó lớn hơn ngày này đúng không? Thì mình đã bị đảo một chỗ này lại nha. Mình bị sai chỗ này này, lớn hơn hoặc bằng không phải giống này mà lớn hơn hoặc bằng. Ghi là lớn hơn bằng như này nhá. Còn lỗ này này, cái này là phải nhỏ hơn hoặc bằng, các bạn ghi ngược lại cho mình như này. Rồi nhấn OK. Các bạn thức. Đấy, thấy không? Căn bản mình đã bị sai cái dấu lớn hoặc bằng này này. Đấy. Nếu mà lớn hơn ngày này nó phải ghi là lớn hơn, còn như kia là nhỏ hơn hoặc bằng cái ngày này. Do đó lấy trái sẽ ngược lại nó không chính xác. Đó là mình đã lấy khoảng ngoài. Khi mình đảo một công thức này thứ là gì, lớn hơn hoặc bằng ngày này và nhỏ hơn hoặc bằng ngày này, đây là dấu nhỏ hơn này, đây là dấu lớn hơn này, lúc trước mình lộn hai cái dấu đấy với nhau đấy. Thì khi bạn nhìn thấy kết quả nhập kho nó là tính khác mình được 12. Giả sử như mình muốn lấy một cái ngày khác, đó là gì, từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6, bạn xem kết quả như thế nào nhé. Đây từ 19 tháng 6 này, 19 tháng 6 năm 2020 đến ngày 20 tháng 6 năm 2020, thì các bạn thấy kết quả lại khác ngay lập tức. Đây nó chỉ có 9 thôi, đúng chưa? Rồi tiếp tục mình có thể kéo công thức này sang bên cạnh để mình xem kết quả. Để kéo sang ấy thì bạn lưu ý cho mình nhé, cái cột B này nó phải cố định, mình cố định với hàm B bằng phím đô la ở đây thôi, để cố định hàm B. Sau đó mình kéo từ cột này sang bên cột này nó sẽ không thay đổi cho mình được. Đấy, sau đó mình kéo công thức xuống cho mình. Đấy, thì bạn nhìn thấy mình này này, tại sao đây là nhập hàng, mình cứ thôi rồi nhập hàng này thành thứ xuất hàng, xuất kho. Đấy, sau đó mình kéo thức này xuống cho mình lại lần nữa, thì bạn nhìn thấy này, cái mark 01 này từ ngày này đến ngày này nó đã xuất kho cho mình được rồi. Đấy, nó đã xuất kho cho mình cái mark 01 từ ngày 16/20 này, nó đã xuất kho cho mình một mark là 6. Mình kiểm tra này, 2 kiểm tra lại nhé, mình kiểm tra lại này, MH01 ngày 16 đến ngày 20/6, MH01 đấy, xuất kho mình đây đúng là 2, chính xác chưa? Còn tồn cuối của nó thì bạn cũng xét bằng gì, bằng tồn đầu cộng nhập kho trừ đi xuất kho, như vậy là bạn đã ra được cái giá trị tồn cuối cho nó. Và dưới này các bạn tổng này này, các bạn ghi cho mình là gì, hàm sub total nhé. Tham số thứ 9 của nó là gì? Nó chính là, bạn kích lại cho mình nhé, mình xem nó chút đây này. Tham số thứ 9 của nó chính là hàm tính tổng cho mình. Rồi, các bạn tìm hiểu thêm kích đây cho mình, bạn xem thêm hàm số total rồi nha. 1 là hàm tính trung bình, 2 là hàm cao, 3 là hàm cao A là đếm, 4 là hàm max, 5 là hàm min, 6, 7, 8, 9 là hàm sum, đúng không? Do mình tính tổng thì mình ghi đây là sum. 9 thì tính tổng là sum từ ô bao nhiêu? Từ ô E mình sẽ thay đổi đây thành ô E 8 đúng không? Mình đi từ ô E 8 đến ô E 23. Đấy, và đây tương tự như vậy, từ ô F 8 đến ô F 23. Đấy. Như vậy là đây, các bạn hãy xem lại nha, xin cho mình tại sao tính tổng ở đây nó lại bằng 7. Đấy, mình thấy rất vô lý không? OH8 đến OH23, H23 làm gì có gì đâu mà tính tổng cho mình được bằng cái này. Tính tổng từ H8 đến H23 đây 977 đúng rồi đấy, 2 rồi, ok. Đấy, tính tổng mình đây chính xác rồi, mình không để không ý là 9. Đấy, như vậy là bạn đã có một cái bảng tổng hợp xuất hàng hóa theo ngày. Ở đây bạn thay đổi ngày, đây là bảng tính của mình này, nó sẽ tự động tính cho mình biết là
hàng hóa này đã còn hay hết trong kho và nó có thể ghi cho mình ở đây là nhập xuất từng mã một theo đúng cái ngày tháng nào của mình. Đấy. Như vậy đây cũng là một cách báo cáo khác so với báo cáo trước tuần này. Trước tuần này thì các bạn cũng có thể dựa vào kia thì các bạn tính theo ngày tháng của nó cũng được. Nhưng các bạn hãy để ý cho mình này, ở trong cái bảng xuất nhập bình thường của mình ấy, mình ghi đây ngày tháng này, nếu mình dùng cái mã ngày tháng kia mình chạy ấy, thì nó cũng là kết quả, nhưng mà bạn phải làm hai shift khác nhau. Nhưng đối với cách hai ấy, khi các bạn làm ấy, thì bạn cần thao tác đúng chừng một shift duy nhất là tính là xuất nhập tuần tại đây luôn, tức còn ở trong cái bảng còn trong cách một này thì bạn lại phải tính trên hai shift xuất nhập tiếp xuất, đúng không, thì nó mới ra là kết quả mà có xuất tồn của mình. Còn ở cách hai này các bạn tổng hợp từ một shift duy nhất đó là shift sổ kho này thôi. Đây là bạn đã có báo cáo. Các bạn muốn có bao nhiêu loại báo cáo, bạn có báo cáo ghi đây. Rồi, bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn là gì, cách tạo ra báo cáo. Đồng thời mình hướng dẫn các bạn là gì, bảo mật các phiếu nhập kho và xuất kho. Bảo mật các phiếu này. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video của mình.